Lần đầu xin visa Nhật bị rớt nhưng mà mình đã xin lại được rồi nè. Thật ra lúc rớt thì họ không có báo lý do tại sao hết. Và đây là bộ hồ sơ mà mình đã chuẩn bị để xin lại. Đi từ dễ đến khó trước nha. Mình có 3 nhóm hồ sơ. Nhóm đầu tiên là thông tin cá nhân, form xin visa của lãnh sự quán Nhật điền bằng tiếng Anh, hai tấm ảnh thẻ 4-6 chụp trên nền trắng và nhớ chọn ảnh mới nha. Tất nhiên không thể thiếu là một cuốn hộ chiếu bản gốc, còn hạn trên 6 tháng và quan trọng là phải có chữ ký của người mang hộ chiếu. Rồi mình sẽ photo hộ khẩu nè, chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận kết hôn nếu có. Tiếp theo là nhóm hồ sơ chứng minh thu nhập. Cái này sẽ bao gồm sao kê tài khoản trả lương 6 tháng gần nhất và phải có dấu mộc của ngân hàng và một bản photo sổ tiết kiệm có số dư 150-200 triệu. Nếu mà các bạn mở tiết kiệm online thì nhớ là sau một ngày mới có thể ra ngân hàng in xác nhận nha. Nhóm hồ sơ thứ ba là chứng minh công việc. Nếu các bạn đang đi làm thì cần hợp đồng lao động và một đơn xin nghỉ phép có xác nhận của công ty. Còn làm tự do như mình thì có hợp đồng dịch vụ với SSTRA và những cái hình ảnh chứng minh liên quan tới hợp đồng đó. Và cuối cùng lưu ý là trong cái sao kê tài khoản nhận lương của mình phải chứng minh được cái mối quan hệ đó. Sau khi chuẩn bị xong hết 3 nhóm hồ sơ đó rồi và xin được visa thì để nhập cảnh vào Nhật các bạn cần phải tiêm đủ 3 mũi vaccine hợp lệ. Có thể check được trên app PC COVID hay là cổng thông tin tiêm chủng quốc gia. Nếu không đủ 3 mũi thì các bạn cần phải đi xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước ngày khởi hành. Và đó là những thông tin về xin visa và nhập cảnh Nhật Bản mà mình đã trải qua. Các bạn hãy tham khảo thêm cho trường hợp của bản thân mình nha. Chỉ với 3 ngày ngắn ngủi ở Nhật Bản mà mình đã tận hưởng được 3 loại thời tiết khác nhau đều cực kỳ đẹp. Ngày đầu tiên đến Nhật cũng là lần đầu tiên trong đời mình được nhìn thấy tuyết. Nhật Bản đón mình bằng thời tiết mát mẻ ở sân bay Narita. Lúc xuống máy bay bọn mình còn nói đùa là đã tới Đà Lạt rồi. Nó cỡ đâu 17-18 độ C á. Với thời tiết thế này thì các bạn chỉ cần mặc một chiếc áo khoác nhẹ là được. Nhưng lịch trình của team bọn mình là đi đến hồ Kawaguchiko, sau đó là lên núi Phú Sĩ. Và từ xa bọn mình đã nhìn thấy đỉnh núi Phú Sĩ phủ toàn tuyết và mây. Xe chạy lên đến trạm thứ ba là bọn mình đã thấy những cụm tuyết đầu tiên. Đến trạm thứ tư thì tuyết trắng xóa luôn và cả đoàn đều rất là háo hức. Với thời tiết này thì bọn mình chỉ dừng lại ở trạm thứ tư thôi. Núi Phú Sĩ thì có tổng cộng là 10 trạm và xe thì có thể đi xa nhất đến trạm thứ năm. Tất cả đoàn mình đều không thể ngờ là có tuyết nên đã không chuẩn bị trang phục kỹ hơn. Cứ tưởng Nhật Bản vào tháng 3 sẽ rất lạnh nhưng mà ngày thứ hai lại là một ngày đầy nắng ấm. Trước khi ra khỏi khách sạn thì mình ăn bữa sáng kiểu Nhật với một chén cơm trắng và món natto mà mình rất thích. Thời tiết lúc này ở ngoài trời cũng chỉ tầm 17-18 độ. Do di chuyển bằng xe buýt nè, rồi ghé vào những tòa nhà để thăm các đối tác nên hầu như mình thấy không có lạnh lẽo gì hết và mình đã bỏ áo khoác ở trên xe luôn. Cùng với nắng ấm thì hoa đào nở trong nắng cũng cực kỳ đẹp luôn. Mình đến Nhật Bản đúng dịp hoa đào nở và nó đẹp lắm luôn á. Giữa những buổi họp thì mình cũng đã có những tấm hình rất là nhanh ở khu Shibuya, cũng coi như là một kỷ niệm với nắng ấm ở Nhật. Bởi vì chỉ sau một ngày thôi, ngày thứ ba của chuyến hành trình thì mưa ngập lối. Buổi sáng trời còn mát mẻ trong lành nhưng đến tầm 10 giờ là đã có mưa lâm râm rồi. Mình đã tách đoàn để cầm dù đi lang thang dưới trời mưa ngắm hoa đào. Và đó phải nói là một trải nghiệm quá tuyệt vời luôn. Hoa đào nở trong nắng ấm đã rất là đẹp rồi, nhưng mà những cánh hoa rụng dưới trời mưa thì nó siêu lãng mạn và đáng nhớ luôn. Mình nhất định sẽ làm một cái video clip riêng về hành trình ngắm hoa đào dưới mưa này. Nhưng mà các bạn hãy comment cho mình biết là dưới ba thời tiết này thì các bạn thích thời tiết nào hơn. Một bữa ăn thường ngày của người Nhật thì có những gì? Đây là bữa ăn đầu tiên ở đất nước Nhật Bản. Trong chuyến công tác 4 ngày với SSTRA của mình, lúc bước vào phòng ăn là đã hơi choáng ngợp với độ hoành tráng của bữa ăn. Phần ăn của từng người là được để riêng ra. Mỗi loại thức ăn sẽ được để trong những cái chén dĩa nhỏ nhỏ, nhưng mà rất là nhiều món luôn. Có salad nè, món ăn kèm, sashimi, cá nướng, một phần mì và lẩu sukiyaki. Mình thấy rất là nhiều quá và cá nhân mình thì không có ăn hết. Như phần cơm là không ăn hết nổi luôn á. Sashimi bọn mình có phần sò điệp siêu ngon luôn. Nó rất là to, dày, ngọt và không có hề tanh. Mình đã ăn được 2-3 bữa sashimi ở Nhật rồi và không phải quán nào cũng ngon đâu. Nhưng mà món sò điệp ở hồ Kawaguchi này thì đỉnh nha. Ngồi edit đoạn này mà mình vương vấn mãi thôi. Những phần còn lại như cá ngừ, tôm và mực thì cũng ở mức khá. Đặc biệt là phần mực hình như là đã được trộn sơ cho nên nó không có quá dẻo như là mực sashimi mà mình đã từng ăn. Tiếp theo là món lẩu sukiyaki chấm với lại trứng sống. Mọi người hay bảo là trứng sống ở Nhật ăn thì an toàn, nhưng mà thật ra ở các nhà hàng Nhật ở Việt Nam mình cũng rất là hay ăn cái món này. Mình cứ thấy là cái lẩu sukiyaki này nó luôn hơi bị ngọt đối với mình. Nhưng mà bữa này ăn thì rất là vừa vặn luôn, mình thích quá trời. Nên rốt cuộc mình chỉ ăn có vài món như sashimi, lẩu và cá nướng là mình đã no rồi đó. Mà cái lẩu này người ta bỏ vô cái chảo hay sao cái nước nó cạn ìu. Và cuối cùng thì hầu như rất nhiều bữa ăn mình đều được tráng miệng bằng món dưa lưới này. Mà mình vẫn cứ mê mãi thôi. Dưa lưới Nhật ở Việt Nam đắt quá cho nên mình chưa bao giờ mua hết. Qua đây mới là lần đầu tiên ăn luôn đó. Nó không quá ngọt đâu nhưng mà giòn, mọng nước và ăn rất là mát. Ở đây có bán nước ngọt nhưng mà phải tự mua chứ không có trong phần ăn. Đây là chai Poka 300 yên, gần 60 ngàn.
Giờ chúng ta sẽ đi mua đồ kỷ niệm. Ăn xong rồi bọn mình đến dưới khu nhà hàng để mua sắm linh tinh. Hẹn gặp mọi người ở clip sau, mình sẽ kể thêm nhiều trải nghiệm thú vị của mình ở Nhật Bản nữa nha.